Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp hàng ngàn người hâm mộ kéo đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ đội tuyển Việt Nam diễu hành trên đường phố Hà Nội và tập trung trước sân Mỹ Đình để khuấy động bầu không khí trước trận đấu. Trước giờ bóng lăn gần 3 tiếng, nhóm cổ động viên bóng đá Việt Nam VFS diễu hành qua loạt con đường Hà Nội và dừng chân tại sân Mỹ Đình. Do số lượng cổ động viên vào sân hạn chế, không khí trước trận giảm nhiệt so với những lần tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà trước đó. Theo ghi nhận của phóng viên, phe vé sớm bán tháo những chiếc vé đầy đủ mệnh giá. Hà vé hàng AB giá 1,2 triệu đồng một chiếc giờ chỉ còn 800.000 đồng một cặp, thậm chí có phe vé bán tháo giá 600.000 đồng một cặp. Vé hàng CD từ 500.000 đồng một chiếc giờ chỉ còn là 300.000 đồng một chiếc. Các cổ động viên vào sân phải đáp ứng điều kiện tiêm đủ 2 mũi vaccine, có kết quả âm tính với COVID-19 trong 72 tiếng. Dịch vụ xét nghiệm COVID-19 được triển khai trước sân Mỹ Đình để phục vụ cổ động viên có nhu cầu giá 100.000 đồng một lần và trả kết quả sau 20 phút. Quy trình vào sân của cổ động viên bao gồm xếp hàng, quét mã QR để cung cấp thông tin tiêm chủng, đi qua buồng khử khuẩn và vào sân Mỹ Đình. Sự có mặt của những cổ động viên là liều thuốc tinh thần để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vượt qua cửa ải khó nhằn mang tên Nhật Bản. Trao đổi với phóng viên, bình luận viên Quang Huy kỳ vọng, Tuyển Việt Nam sẽ có cú hích khi lần đầu tiên thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tuyển Nhật Bản cần chiến thắng, do đó chắc chắn tung hết lực lượng ra sân ở Mỹ Đình. Đó là áp lực của tuyển Việt Nam nhưng cũng là lợi thế bởi chí ít chúng ta cũng vào trận trong tâm lý thoải mái hơn. Đây là trận thứ hai tuyển Việt Nam chơi trên sân nhà Mỹ Đình, trước đó trận Australia không đón khán giả. Lúc này thầy trò luyện viên Park chưa giành điểm qua đó đứng cuối bảng B. Tối ngày 9 tháng 11, phía công an đã sử dụng căn cước công dân và thực hiện quét mã QR thử nghiệm ở cổng vào sân Mỹ Đình. Theo Cục C06, việc sẽ sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã tích hợp các thông tin để hỗ trợ cho việc kiểm tra thông tin về căn cước công dân, mũi tiêm, xét nghiệm của khán giả khi vào sân theo quy định của Ban tổ chức về phòng chống dịch COVID-19. Phía công an cũng yêu cầu khán giả vào sân cần phải mang theo căn cước công dân gắn chip, chứng minh nhân dân hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó mũi thứ hai phải tiêm cách thời điểm đến sân vận động 14 ngày. Nếu thông tin tiêm chủng chưa được tích hợp màu xanh vào căn cước công dân, khán giả phải mang theo giấy chứng nhận tiêm chủng. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Khán giả qua 3 lớp an ninh vào xem tuyển Việt Nam Nhật Bản như thế nào? Vào ngày diễn ra trận đấu, khán giả vào sân Mỹ Đình sẽ trải qua 3 lớp an ninh. Lớp thứ nhất là khu vực ngoài sân, từ mặt đường Lê Đức Thọ, có 5 cổng kiểm soát để khán giả có thể vào khuôn viên sân Mỹ Đình. Tại đây, khán giả sẽ xuất trình vé, chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian 72 giờ trước giờ thi đấu, giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt dưới 37 độ, rồi mới được dán sticker sau khi hoàn thành. Lớp thứ hai có 18 cửa kiểm soát để khán giả có thể vào sân. Bộ phận an ninh sẽ kiểm tra cuống vé, sticker nhận diện để kiểm soát y tế. Sau đó sẽ đóng dấu tay. Tại lớp cuối cùng ở các cửa dẫn ra khán đài, khán giả phải đáp ứng đầy đủ sticker nhận diện và dấu tay thì mới được vào sân. Do dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, công tác an ninh và phòng dịch sẽ được tập trung tối đa. Khán giả sẽ bị từ chối vào sân nếu không đáp ứng được các yêu cầu đã nêu trên và sẽ không được hoàn tiền vé. Đây là điều người hâm mộ muốn đến sân của vũ thầy Chó huấn luyện viên Park Hang-seo cần lưu ý. Ở hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có tối đa 12.000 khán giả được phép vào sân. Dù đã rất lâu rồi một trận đấu của đội tuyển Việt Nam mới lại cho phép khán giả vào sân, nhưng đã không có cơn sốt vé như trước đây. Một phần do tâm lý lo ngại dịch bệnh, một phần do thành tích của đội tuyển Việt Nam sau 4 trận vòng loại thứ ba World Cup chưa được khả quan. Báo Nhật Bản phải cảnh giác với cú sút chân trái của Quang Hải. Truyền thông Nhật Bản dự đoán thầy trò Hajime Moriyasu có trận đấu không dễ dàng khi làm khách trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup tối ngày 11 tháng 11. Trước trận, Football Channel có bài viết với tựa đề Cầu thủ này là trung tâm của tuyển Việt Nam, Nhật Bản nên cảnh giác với những cú sút chân trái của anh ấy. Người được truyền thông Nhật Bản đề cập đến là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Football Channel viết ở tuyển Việt Nam hiện tại, những cầu thủ đàn em của Nguyễn Công Phượng, thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam đang thi đấu ấn tượng. Trong đó đáng chú ý là cầu thủ 24 tuổi Nguyễn Quang Hải. Anh đã ghi 5 bàn tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, giúp đội nhà lần đầu vào đến vòng chung kết. Anh ấy cũng chơi ấn tượng tại vòng loại World Cup, giúp đội vào đến vòng loại thứ 3. Quang Hải có sự trở lại ấn tượng sau chấn thương dây chẳng đầu gối hồi tháng 3. Tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển tại vòng loại thứ 3 World Cup sau cú sút chân trái hiểm hóc tung lưới thủ thành Ả Rập Xê Út hôm 2 tháng 9. Football Channel nhận định, đội tuyển Nhật Bản sẽ phải cảnh giác với Nguyễn Quang Hải, người điều khiển hàng công của tuyển Việt Nam. Truyền thông Nhật Bản cho biết tuyển Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ điểm lại những thành tích của huấn luyện viên Park gặt hái cùng bóng đá Việt Nam như ngôi á quân U23 châu Á 2018, bán kết Asian Games 2018, vô địch AFF Cup năm 2018, tứ kết Asian Cup 2019, hai huy chương vàng SEA Games 2019. Một bài viết khác trên Football Channel đánh giá cao hàng thủ tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai, Việt Nam chỉ 5 lần thủng lưới sau 10 trận. Ở vòng loại thứ ba thì họ đang đứng cuối sau 4 trận thua và đã nhận 10 bàn thua. Dù vậy, nếu phát huy được sức mạnh hàng phòng ngự, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Đội tuyển Nhật Bản mới chỉ ghi 3 bàn sau 4 trận, vì vậy trận đấu sân khách tới có thể rất khó khăn. Báo chí Nhật Bản nhận định tuyển Việt Nam không phải đối thủ dễ chơi, tuy nhiên họ cho biết Samurai Xanh cũng không được thua thêm bất kỳ trận nào nếu không muốn gặp bất lợi hơn nữa ở cuộc đua tranh vé dự World Cup. Thông tin tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay. Soi kèo Việt Nam Nhật Bản, thầy Park sẽ lật kèo nhờ các ngôi sao tấn công. Đội tuyển Việt Nam bị đánh giá thấp hơn khá nhiều mặc dù được chơi trên sân nhà trong trận gặp Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam, so với lần chạm trán tại Asian Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo thiếu mất 3 trụ cột nơi hàng thủ trong ngày tái ngộ đội tuyển Nhật Bản là thủ môn Đặng Văn Lâm và hai hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Trọng Hoàng. Tuyến giữa cũng chịu tổn thất khán nặng nề khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chưa kịp bình phục. Tuyến phòng ngự điểm tựa cho những thành công dưới triều đại thầy Park đã không còn duy trì được sự ổn định. Bước vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, các đối thủ đã khai thác tốt những sai sót của hàng thủ đội tuyển Việt Nam để ghi được tới 10 bàn sau 4 trận. Hàng công với nhiều cầu thủ đang có phong độ của đội tuyển Nhật Bản là thử thách thực sự dành cho đoàn quân áo đỏ. Ngoài ra, huấn luyện viên Park Hang-seo còn đối mặt với bài toán nên sử dụng cái tên quen thuộc hay là trao cơ hội cho các nhân tố mới. Trong bối cảnh khó khăn trồng chất, điều lạc quan với thầy Park là các họng pháo đang sẵn sàng thể hiện. Tiến Linh duy trì phong độ làm bàn ấn tượng suốt từ vòng loại World Cup. Anh là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại năm 2022 với 7 bàn thắng. Công Phượng trong trận đấu với Oman suýt nữa đem về một siêu phẩm sút xa. Quang Hải mới nổ súng trong buổi tập gần đây. Ngoài ra thầy Park cũng có thể chờ đợi ở những Văn Toàn, Phan Văn Đức hay Hà Đức Trinh. Đội tuyển Nhật Bản Thể lực và sự nhuyễn nhuyễn trong lối chơi là hai điều làm đội tuyển Nhật Bản tương đối lo lắng. Chuyến bay bị trì hoãn khiến huấn luyện viên Hajime Moriyasu có ít thời gian để làm việc với đội hình đầy đủ hơn dự kiến. Dù vậy, đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu lục và từng lọt vào vòng 1-8 World Cup vẫn giúp Nhật Bản tự tin vào một chiến thắng. Tại hàng thủ, Tomiyasu đang trong những ngày thăng hoa cùng câu lạc bộ Arsenal. Chuyển đến sân Emirates trong sự nghi ngờ, hậu vệ 23 tuổi đã nhanh chóng chiếm được vị trí trong đội hình xuất phát và có hàng loạt trận đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phong độ của Tomiyasu góp phần giúp Arsenal vùng lên mạnh mẽ sau khởi đầu kém cỏi và hiện đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League chỉ kém top 4 đúng 2 điểm. Cách London chỉ hơn 1 giờ bay, Kyogo Furuhashi đang bùng nổ trong màu áo của Celtic. Mới chỉ gia nhập đội bóng Scotland từ tháng 7 năm 2021, nhưng chân sút 26 tuổi đã lập tức chứng tỏ được khả năng. Sau 18 lần ra sân, anh ghi được tới 13 bàn thắng. Cuối tuần vừa rồi, Kyogo Furuhashi lập cú đúp giúp Celtic thắng Dundee ngay trên sân khách. Một số ngôi sao khác trên hàng công như Daichi Kamada hay Ritsu Đoàn cũng đều có phong độ tốt. Soi kèo Việt Nam-Nhật Bản các nhà cai đánh giá Nhật Bản rất cao với tỷ lệ chấp lên đến 1-3-4, tuy nhiên kèo tổng số bàn thắng của trận đấu chỉ dừng lại ở mức 2-3-4. Những tỷ số được dự đoán có khả năng cậy xảy ra cao nhất là Nhật Bản thắng 1-0, 1 ăn 5,17 và 2-0, 1 ăn 5,50. Những kết quả thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam bị đánh giá rất khó xuất hiện. Tỷ lệ cược cho tỷ số 1-0 nghiêng về Việt Nam lên tới 1 ăn 35 và tỷ lệ cược cho tỷ số 1 đều là 11,5. Tuy nhiên, với sự cổ vũ từ khán giả nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể ít nhất chờ đợi vào một cú lật kèo, khiến cửa trên của Nhật Bản không thể giành chiến thắng với cách biệt hai bàn để vượt qua tỷ lệ cược là 1-3 trên 4. Một bàn thắng từ những quang hải, công phượng tiến linh sẽ giúp cho những khán đài sân Mỹ Đình được ăn mừng sau 2 năm chờ đợi. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.